Thời gian gần đây, bà Tân Lộc có lẽ là một trong những cái tên nhận về nhiều nhất sự chỉ trích từ tập thể mạng vì những nội dung có phần phản cảm trong các clip của bà. Từ chuyện dán trá trong video làm bánh bông lan đến nồi đuôi bò hầm siêu thập cẩm thì mới đây, một món ăn mới của bà Tân lại nối tiếp rơi vào tầm ngắm. Cụ thể, trong một clip được tạo ra 2 ngày trước, bà Tân có nấu nướng món cháo lính từ những gói cháo ăn liền. Bỏ qua việc quảng cáo quá nhiều điều này vốn cư dân mạng chẳng muốn nhắc đến nữa, thì hành động của bà Tân trong clip như nói sai số lượng và kết hợp nguyên liệu theo cách chẳng giống ai đã khiến cho dân tình bức xúc thật sự. Bà Tân nấu nướng món cháo theo cách chẳng giống ai. Thoạt nghe tiêu đề, ai cũng nghĩ rằng bà Tân sẽ nấu nướng cháo lính bằng gạo thật, nhưng ngay khi vừa mở màn, bà đã giới thiệu cả một núi cháo gói cao ngút trời. Thế này thì gọi gì là clip nấu nướng ăn nữa nhỉ, toàn dùng cái có sẵn. Mất chất quá cơ, một cư dân mạng bình luận. Đặc biệt, món cháo này như bà Tân giới thiệu là cháo dành cho trẻ em và vô cùng tốt, nhưng khi nấu nướng thì bà lại kết hợp với một loại nguyên liệu là trứng vịt lộn. Khi mang trứng đi luộc, bà Tân đã ngay lập tức bị cư dân mạng tóm lỗi khi bà giới thiệu có 50 quả nhưng lúc đưa vào nồi luộc, người xem tinh ý nhận ra tất cả chỉ có 40 quả. Thật chẳng hiểu bà Tân nhớ nhầm hay là lúc lên kịch bản thì một kiểu nhưng đến khi làm thì lại khác. Bó tay với bà Tân rồi, tài khoản Facebook có tên Linh Nguyễn bình luận. Bà Tân nấu nướng món cháo theo cách chẳng giống ai. Trong nồi chỉ có 40 quả trứng nhưng bà lại nói là 50 quả. Không chỉ dừng lại ở sự chỉ trích này, hương vị của nồi cháo cũng là đề tài dân mạng bàn tán rất nhiều. Đa số đều đặt câu hỏi rằng, cháo mà nấu nướng cùng trứng vịt lộn thì ăn sẽ như thế nào? Có phải là vị sẽ rất tanh đúng không? Và khi bà Tân cúi nồi cháo lên thì thật sự là không ai thấy được sự ngon miệng, ngon mắt mà đập vào nhãn quan chỉ có một nồi nước lỏng bỏng, hổ lốn. Những quả trứng được bỏ trực tiếp vào nồi cháo và nấu nướng lên khiến cho người xem chỉ cần nghĩ đến hương vị của nó thôi là cũng có cơ số người không chịu nổi rồi. Khi múc cháo ra ăn thì vẫn như mọi lần thôi, đám thanh niên trai trắng trong thôn lại khen lấy khen để. Mà đâu chỉ có vậy, cả nhóm người còn bày đặt ăn cháo bằng chiếc dĩa bé xíu xíu xiu nữa cơ. Chứng kiến đến đây, ít người có thể chịu được mà phần nhiều phải thông báo ngay. Đặc biệt, còn có một tài khoản gửi hẳn tâm thư tới anh Nam Nhi của bà Tân là Hương Lốc với hy vọng anh chàng sẽ tỉnh ngộ và cứu vãn lấy kinh của mẹ mình cho đỡ phí. Gửi anh Hương Lốc ý chỉ Nam Nhi bà Tân. Anh đang tàn phá chính kinh của bà Tân rồi. Vì lý do gì anh lại chạy quảng cáo một cách quá lố và dày như vậy? Người xem yêu mến kinh của bà Tân vì sự chân chất, thật thà. Chính sự không chuyên nghiệp, thấp thỏm của bà Tân trước đây khiến người ta yêu mến. Xem lại mấy clip đầu như lẩu siêu cay, mì tôm siêu cay thấy nó khác hoàn toàn so với bây giờ. Tâm thư của một cư dân mạng gửi tới hai mẹ con bà Tân. Các thanh niên trai trắng không kết thúc khen cháo ngon lấy ngon để làm nhiều người thấy vô cùng vô lý. Quả là nội dung trong các clip của bà Tân đến hiện tại đã không còn được lòng cư dân mạng nữa. Nhiều người thậm chí còn chẳng buồn xem hết clip vì cảm thấy nó quá nhạt nhẽo và xàm. Tưởng tự nấu nướng cháo chứ pha sẵn thì trẻ con nó cũng làm được. Càng ngày càng nhạt. Lần trước tiên thấy cháo lính ăn với trứng vịt lộn, một thứ lâu vết mới lạ chăng. Cháo gói pha sẵn bình soàn xỉn như mình tự pha ăn có gì đâu mà khen lấy khen để như kiểu chưa được ăn bao giờ ý. Hiện, tập thể mạng vẫn đang nối tiếp bàn tán không ngớt về sự lùm xùm này của bà Tân Lộc.